Nói về Hải Triều, các bạn đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ có Đặng Nam Hải Triều, mà ở đây chúng mình đang có mặt tại đường Hải Triều của thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Hôm nay ăn gì. Chúng mình quyết định là chạy trốn cái thời tiết nồm ẩm của Hà Nội để vào cái trời nóng bức và cháy rác của Sài Gòn. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đi khám phá những cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn mà chưa ra mắt tại Hà Nội. Đi. Và các bạn ơi, bên này là Bitexco, một trong những biểu tượng của Hà Nội, là rất tuyệt vời, phải vào đây, phải check in ở Bitexco, đúng rồi. Hôm nay ăn gì? Các bạn ơi, không thể nói là chỉ là hàng ăn sẵn của nó thôi mà nó có thể đầy đủ và nó đa dạng đến mức thế. Hàng ăn sẵn ở Hà Nội thôi, có thể hơi nghèo nàn một chút so với ở đây. Và bây giờ thì chúng mình đã có ở đây những cái đồ ăn mà chúng mình cảm thấy là nó thực sự là hấp dẫn. Thì mình sẽ giới thiệu qua một vài món ăn. Đầu tiên là có gà rán khổng lồ, đây là cơm hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc và cá ngừ đại dương. Wow. Đây là Jajang tteokbokki. Theo như anh cameraman giải thích cho bọn mình thì Jajang là một loại tương đen Hàn Quốc đấy. Anh Thắng giới thiệu tiếp đi ạ. Chỗ này là tteokbokki. Nó là bánh gạo cay mà các bạn thường thấy ăn tteokbokki, nhưng ở đây nó có thêm cái này. Mì này và phô mai này. Nhiều phần ăn này rất là nhiều, tôi đầy rồi. Và bên này là các loại xiên. Xiên Hàn Quốc mà thường ra hay đi du lịch Hàn Quốc hay là xem Hàn Quốc ra thấy là người ta ăn ở ngoài đường rất là nhiều. Cái độ đa dạng của những đồ ăn sẵn đây nó rất là nhiều ấy. Cảm thấy là cái đồ ăn sẵn ở Hà Nội nó hơi thiếu một tí, hơi nghèo nàn một tí so với Sài Gòn. Đặc biệt là lần đầu tiên mình đến đây thì mình cảm thấy nó quá ấn tượng với những đồ ăn khó có ở đây. Anh sẽ nhận là ăn cái món ăn vào. Thôi mình ăn gà đi chị đi. Cái miếng gà nó siêu dày luôn ấy. Cái này là sốt cà chua với cả cái mù tạt. Như chanh leo ấy nhỉ? Để tương ớt nha mọi người. Tương ớt. Để tương ớt. Tương ớt đây cay cực anh ạ. Thế tương ớt cay thế. Nó cay trong cổ họng ấy mọi người. Thì gà bên trong rất là mềm mọi người ạ. Vỏ khá giòn mà đôi khi mà họ chiên ấy thì nó hơi thừa dầu ấy. Hơi vẫn còn rất là nhiều dầu và mỡ nên là ăn vào vẫn bị ngấy. Nó hơi bở, chất gà hơi bở. Nhưng bởi vì mình nghĩ là cái miếng gà này quá to để là mọi người mong chờ một cái miếng gà nó chắc ấy, rất chắc ấy. Thế nên chuyện bảo là chuyện bình thường mà đúng không? Nhưng mà chị lại thích ăn kiểu gà mềm như này. Thế á? Em bình thường ăn nước ức gà ấy, các bạn sẽ bị kiểu bị khô ấy. Mà gà đây nó không khô, chỉ hơi mỡ thì ăn ớt đấy rất là cay. Các bạn ăn cay mà sợ kiểu hay ăn ớt mà ớt ngọt ấy thì các bạn ăn tương ớt này sẽ rất thích bởi vì nó sẽ cay ở trong cổ họng. Như cái này chính xác là nó không đặc sắc, nhưng mà nó là cái dạng mà để cho mình tiện vào mua thì anh thấy là hợp. Cái hương vị của nó gợi ngay cho chúng ta cảm giác đây là cái cảm giác đây là một cửa hàng tiện lợi có gốc Hàn Quốc ngay lập tức luôn. Nó không có một hương vị nào khác biệt và nổi bật, nhưng mà nó vẫn có một mang một nét Hàn Quốc, nó rất Hàn Quốc. Đúng rồi, mang một nét Hàn Quốc thôi, chứ còn thực ra là về xiên ở đây thì mình cũng không cảm thấy nó Hàn Quốc lắm, chỉ đơn giản là nó rất đa dạng. Bước vào cửa hàng tiện lợi thì cái tính đa dạng là một cái rất là quan trọng, nó quan trọng hơn cái việc là chất lượng nó thực sự như nào, bởi vì mình vào mình thấy nhiều thứ để mình chọn nên là đấy là cái cảm giác tốt hơn rồi. Nếu các bạn so sánh ngay với việc là sơ củ cây ở Hà Nội thì vào mình không biết chọn cái gì để ăn ngay lập tức cả. Sơ củ cây thì chắc là chỉ bánh mì với cả bánh mì thôi. Ở đây nó có những thứ rất đẹp đẽ như là một cái khay cơm hoa đậu biếc với lại cá ngừ đại dương này thôi. Hoa đậu biếc này giống một của Samsung Galaxy. Wow. Em hay mua cái bạn ơi. Ui. Nhưng mà sự tình cờ ấy. Và chúng mình mua ở Sapphire S nha mọi người. Các bạn ơi, phần quảng cáo không thể giả chân vừa rồi được tài trợ bởi Sapphire S này, các bạn có nhu cầu mua sắm Galaxy S21 Plus hoặc S21 Ultra, anh chỉ cần nghe vào đường link ở dưới. Ui chẳng thể nào cái hàng Sapphire S cả nhá. Miếng cá bên trong mình đánh giá khá là hồng, nó vẫn hơi chín hơn với cái mức độ mà nhiều người cho là hoàn hảo, nhưng mà là cái màu hồng hơi tím tím một tí, phớt phớt hồng. Hồng tắt. Không phải là chỗ nào, đặc biệt là ở đây là cửa hàng tiện lợi ấy, nó chế biến được như thế này là mình cảm thấy nó một cái sự gọi là quá xuất sắc và khéo léo xuất sắc lắm rồi. Ăn cái cá ba sa. Và cái phần ăn này là 69.000, mình nghĩ đánh giá đây là đắt. Đắt rồi đấy, nhưng mà nó đủ thứ đúng không? Cho có phần tôm chính này. Tôm chính xong rồi rau, xong rồi cả sốt, các thứ nữa, sốt ăn kèm nữa. Thì nói về chất lượng thì mình cảm thấy cơm ở đây khá dẻo nhưng mà nó lại không đều. Nếu mà các bạn ăn ở phần cơm bên trong ấy, các bạn sẽ thấy rất là dẻo. Nhưng các cái phần dìa này thì nó lại bị cứng, một vài hạt bị cứng như kiểu là bị lại gạo hay là kiểu chưa chín hẳn ấy. Hương vị của nó chưa được gọi là trọn vẹn với mình. Chị nghĩ là ở trong những cửa hàng như này thì nó sẽ thiên về hướng tiện lợi hơn. Và một suất như này thì cũng rất là tiện bởi vì nó có đủ hết tất cả mọi thứ. Trong một bữa trưa chẳng hạn. Đây là gia trang tteokbokki. Ủa đâu có cả bánh thịt luôn hả? Đấy là bánh thịt đâu.
À, nó giống chắc là giống như cái này. Vâng. Nó giống như cái phần bên của cái xiên này, cái xiên bột này. Thì chắc là nó cho thêm tương nêm thôi. Thôi thay vì ngâm trong cái nước mình cá thì người ta sẽ ngâm vào tương. Vị thì không có gì khác biệt cả. Thì là những cái xiên que mà các bạn thường ăn. Sốt hơi nhạt với mình có nghĩa là nó chả dậy lên vị gì cả. Mình đã mong chờ là nó sẽ có một cái vị gì đấy nó đặc trưng của những cái loại mì trộn tương đen đúng không? Nhưng mà tiếc thay là nó lại không dậy lên mùi gì cả. Hơi tiếc một chút. Nhưng cái tteokbokki ở đây mình đã để hơi lâu quá nên ăn nó kiểu bị bở ra luôn. Ủa nhưng mà cheese ở đây có vẻ chất lượng này, trông nhiều. Một cái lý do đấy mình không ăn được nhiều là bởi vì là nóng quá. Nó cay luôn anh ạ. Cay, rất cay và thời tiết thì rất nóng. Bước vào đây rồi nhưng mà ngồi đứng ở đây ấy, mình chảy mồ hôi tay, mình không làm được cái gì. Cái viên mà mọi người vừa thấy của anh Thắng này thì nó sẽ rơi khoảng tầm từ 12.000 tới 14.000 một viên. Một xiên. Một thịt gà khổng lồ 78.000. Chấp trang tteokbokki đường phố là cái bát này 31.000. Bát tương đen này 31.000. Cái tteokbokki với mì này là 38.000. Nó rất lớn. Khá nhiều này. Nhiều, lớn và đủ no. Còn bát tôm cá hồi này 69.000. Và bây giờ thì chúng mình sẽ tiếp tục với cửa hàng tiếp theo nhá. Đừng quên cầm theo cái điện thoại này nha các bạn. Đi thôi. Cái điểm thứ hai mà chúng mình đang có mặt đối diện với GS25 ngay trên đầu của tổng bộ này chính là 7-11. Một cửa hàng tiện lợi đã có mặt ở Việt Nam gần 4 năm rồi, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn chưa thể nào ra Hà Nội được. Sao các cửa hàng tiện lợi nó không chịu ra Hà Nội? Rõ ràng thị trường Hà Nội rất đủ độ lớn nhé. Đúng rồi. Nhu cầu của bản thân mình rất cao, nhưng mà các cửa hàng tiện lợi không chịu ra Hà Nội. Đây là mình sẽ gọi pizza. Hai phần súp mình lựa chọn là hai phần súp mà phải gọi là đặc trưng của Sài Gòn. Đây là súp gà trực Bắc Thảo. Còn đây là súp cua, nhưng mà khi mà mình mở cái phần súp cua này ra thì ngay tôi cảm nhận được mùi tanh. Tanh cái mùi khó chịu lắm luôn. Chưa, cái này nó cũng tanh. Không, cái kiểu mùi tanh của hải sản nhưng mà nó khá là không sạch ấy. Kiểu như là mình ăn được cái hải sản không sạch. Cho em người thử nó. Thậm chí anh và anh ngửi xong phát anh còn cảm giác kiểu lao đao. Có vẻ như anh Thắng không ăn được cái này rồi. Mình cảm thấy là cái này sẽ dễ ăn hơn cho với anh Thắng. Cái này cũng có cái mùi đấy nhưng mà nó không nặng. Nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn hẳn luôn. Nó có mùi trứng anh ạ. Tức là cái sự tanh này nó không phải đến từ các cái nguyên liệu khác mà đến từ trứng. Trứng rất tanh. Ở đây thì súp cua làm từ thanh cua đông lạnh. Và pizza của mình là pizza dăm bông và xúc xích. Ủa, đúng cái chất súp của mình thích. Nó đặc hơn những cái chất súp bình thường, đặc hơn chất súp ở đám cưới. Lúc ăn thì lại không thấy có mùi cái mùi tanh, nó lại bị át đi rồi. Sẽ đỡ, phải đỡ. Nhưng mà các bạn gửi xong ấy, như mình bị ám ảnh thế này là cái mùi tanh của nó không dám dí mặt vào. Bên này thì em vẫn có thể gửi đấy. Đây là một củ trứng Bắc Thảo. Nhưng mà bên này thì nó là một tanh, kiểu tanh đồ. Tanh tuổi. Pizza mình ăn thì được nêm nếm khá là vừa bạn. Năm nay mình vừa ăn thử một miếng phô mai và bị rơi ra ấy. Mình thấy rất là nhạt. Em nghĩ là nó sẽ rất là bị nhạt đấy. Nhưng mà ăn cái phần đấy pizza và những cái nguyên liệu bên trên thì thấy nó khá là vừa bạn. Nhưng mà hơi ít xúc xích với cả thịt cua. Xúc cua của mình ấy thì hương vị khá là mờ nhạt, nó chả có cái gì rõ rệt cả. Vị tanh thậm chí nó cũng chỉ là thoang thoảng thơm thơm. Cái gì mà lại thay? Nó có mùi rõ rệt đấy. Nó có mùi nhưng mà chỉ nếm sẽ không có mùi. Các bạn thấy không có mùi luôn mà. Mà mờ nhạt nhạt, nó không có rõ cái vị xúc cua mà mình tưởng tượng đến. Có một cái nó thắc mắc là tại sao ở Hà Nội không bao giờ có Bắc Thảo. Nó tìm các nguyên liệu để làm ra món này thì không có gì mà ở ngoài Bắc không có. Nó sẽ ra chỉ là có thể là món mặt trứng xong rồi đem đi ổ với các cái như kiểu là món chấu được ạ. Nhanh ổ thời gian nhưng mà hình như ở ngoài Bắc người ta không làm món này. Chứ là nó không phổ biến nhá, chứ nếu mà mình đi vào một vài nhà thì cũng có. Còn với mình khá thích là thích miếng pizza này tại vì là cái pizza cũng không quá dày. Tức là ở bên trong nó vẫn rất là mềm như bên phần dưới này, mặc dù là pizza nó hộp nhưng mà nó vẫn giữ lại được độ giòn này ạ. À đây, hôm nay chúng mình còn có thêm một sản phẩm nữa. Xin giới thiệu với các bạn đây là nước rau má. Có đường, nguyên chất mới thêm đường. Sau một thời gian được đào tạo thì bây giờ mình đã tự tin thấy khả năng uống nước rau má không? Có bị cỏ đấy. Lại bị cỏ cây cắm đất hả? Lại bị cỏ cây cắm đất các bạn, nhưng rất dễ uống. Ngon hơn hẳn so với cái mình uống ở nhà. Ô, cắm đất hả? Cắm đất hả? Ui ngon. Tức là cắm đất thì mình dậy mình ra công viên ấy, mình thích cái không khí trong lành. Ủa, cái mùi đất, mùi cỏ cây và mùi đất, mùi đất sầm ầm ấy. Đấy, nó là mùi này. Nhưng mà chị cũng dậy sớm đâu mà đi hết. Ui, hàng các bạn. Kiểu nó xa anh ạ. Đây không phải là mùi ngọt từ đất mà đây là mùi ngọt từ đường. Nhưng mà nó giữ lại cho mình cái vị, đúng là vị cỏ cây. Nhưng mà nó hơi ngay ngái. Là cắm đất chứ chị.
cặp đất là vị như này hả? Là vị như này đấy. Anh chưa cặp đất bao giờ, không biết. Cặp rồi. Anh cặp rồi. Tại vì anh cặp rồi nên rất rất thuộc cái mùi đâu. Phải là không, phải là cặp cặp đất là công viên buổi sáng. Uống được nhưng mà chưa có vị rau má rõ ràng lắm. Đây cái phần anh Thắng đang uống là rau má lì vừa 10.000. Rẻ đấy. Nếu như mà giá như thế này chắc chắn là khi mỗi khi vào xe bây giờ mình ngay lập tức chọn rau má. Đúng. Tức rẻ. Ôi mình cảm thấy là rau má ở đây người ta không phải pha bằng nước rau má như em tưởng tượng là nước rau xong rồi pha ra 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 nó pha bằng bột rau má hay sao ấy mọi người. Thì nó hơi kiểu nhặng nhặng như kiểu bột 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 ấy. Bột. Ừ. Lại có bột rau má. Kiểu kia của Mazda ấy hay có bột. Chả xanh diệp lục. Biết đâu đây lại là bột rau má. Anh Thắng có gọi thêm một phần kem là kem wap trà sữa chân châu trị giá 16.000. Hai phần súp của chúng mình thì đều đồng giá 25.000. Với hai phần súp 25.000 thì mình cảm thấy là chất lượng nó chưa xứng đáng với mức giá. Ngoài những món mà bọn mình gọi ra thì mình cảm thấy là ở trong 7-Eleven thì không có quá nhiều điểm khác biệt so với Circle K ở Hà Nội. Nhưng mà đôi lúc có khi là tại mình đi những cái cửa hàng nhỏ ấy, những cửa hàng mà to thì mình tin là cái đồ ăn sẵn ấy nó sẽ đa dạng hơn. Mình từng xem cái clip của anh chị đi 7-Eleven đầu tiên ở Việt Nam ấy, và nó rất to và nó rất là lớn. Thế nên là mình tin là khi các bạn vào Sài Gòn thì các bạn hãy tìm một cái 7-Eleven đủ to để các bạn có thể trải nghiệm những cái món ăn thú vị nhất. Mát cho cái cảm giác giống như khi mà mình đi du lịch Thái Lan nhất so với những cửa hàng tiện lợi khác mà đã cũng có ở Thái Lan. Có cái nghêu, cơm nghêu và thịt xào cay mình thấy có vẻ như là rất giống với cái mà mình đã từng ăn ở Thái. Bọn mình đang đến địa điểm thứ 3 và cũng là địa điểm cuối cùng trong số ngày hôm nay là Family Mart. Bọn mình thì mình chưa thử ở đây bao giờ. Đây là cơm nghêu mà theo như các anh chị ở Sài Gòn giới thiệu cho bọn mình thì nó rất ngon. Cơm gà nướng phô mai đó. Mở ra thơm lắm mọi người, theo mùi phô mai á. Ở đây thì ra có thêm một chiếc bánh mì siêu dài, anh Thắng giới thiệu đi. Dài. Nhân thịt heo và nướng sả. Nó sẽ rất giống với cái bánh mì mà các bạn mua ở các hàng bánh mì ấy, nhưng mà vấn đề là nó đã được để sẵn vào như này rồi, rồi lấy ra ăn được luôn. Đây bởi vì mình cần làm nóng nên nó mới như này rất tiện. Ở đây chúng ta có 3 món tráng miệng, đây là khoai mì sữa dừa tiramisu và đây là chè bưởi. Thật ra anh thấy trong đồ ăn của các hàng tiện lợi mà anh đã từng ăn ấy, của Family Mart là ngon nhất. Và cũng là quán đầu tiên mà từ nãy giờ bọn mình đi mà có chỗ ngồi. Quan trọng nhất là ngồi thoải mái. Thịt gà sắp ra rất mềm nha. Đấy, anh ơi, ăn bằng cái này mà. Tèm quá trời ơi. Ngon. Nó thơm bị xả và cay, bị cay, hơi cay nhẹ một chút. Cơm mềm. Không, thì thấy anh. Phần ăn này rất là hương vị của nó kích thích vị giác. Chứ nó không là cái kiểu nhàng nhàng nhạt nhạt như đúng là rồi. Cái ở ấy hay là nó chả ra cái vị nào cả. Cái ở ấy hay là đồ ăn cũng có thể đánh giá là đa dạng ấy, nhưng mà không thấy nó nổi bật. Nhưng ở đây thật sự là có thể nói cái món cơm này là món cơm nổi bật. Cái cơm gà phô mai thì cơm rất là dẻo, phô mai thơm và đặc biệt là phải nói về phần gà nó rất là mềm, rất là nhừ rồi nên là sắp ra rất là dễ. Tuy nhiên thì em ăn thì em có cảm giác như là nó bị ngọt ấy. Chắc là có một chút cay và nó ngọt kiểu lợn lợn. Mình cứ cảm thấy cái chất gà của nó như là cơm bán chú mình ăn cấp 1 đấy. Rất giống vị của thịt kho trứng ở trong này. Giống cực. Thịt kho trứng gì? Thịt kho trứng của Sài Gòn đúng không? Đúng rồi, cái cách làm của người Sài Gòn. Ừ. Rất giống cái vị của thịt kho trứng ở trong này. Xin lỗi các bạn, nên mình phải bốc cái lên bởi vì ui, to thực sự luôn. Thích một cái mình thích nữa ở đây là bánh mì họ làm mềm. Mình ghét ăn bánh mì giòn. Cả anh, cả Cường, cả Phương Anh đều thích ăn bánh mì mềm. Ừ. Em thì anh thích ăn bánh mì giòn. Đấy, mình bảo ăn bánh mì giòn quá bị chảy máu răng, không ăn được. Tốt của thầy họ làm ngon đấy. Anh thấy nó kiểu ngọt. Cái ngọt là cái ngọt của bơ đúng không? Ừ. Nhưng mà bị thịt lợn lại chưa xuất sắc lắm. Anh thấy không quan trọng xuất sắc đâu, nhưng mà tiện đang cửa hàng tiện lợi thì cần vị nó rõ ràng là được. Tiếp theo sau khi mà ăn xong các món chính thì các bạn đừng quên 3 món tráng miệng ở đây giống như chúng mình. Ngày xưa em thích ăn cái bánh sắn của anh ạ. Xong anh bị say. Sắn chỉ ăn khoảng tầm khoảng vài miếng, 1-2 miếng thì được. Tại vì ngon mà, ngọt ngọt. Nhưng mà ăn nhiều phát công có lần anh say sắn mà kiểu cần nó mất luôn, còn hơn cả say rượu. Đúng rồi, say sẩm mặt mày luôn. Ngon cực, chè bưởi ngon lắm luôn ấy. Ngọt quá không anh? Em chỉ rượu thế thôi. Ngọt vừa vừa, cái này mà thêm đá hay còn gọi đây là thêm viên tẩy. Viên tẩy. Viên tẩy, tẩy. Viên tẩy. Tẩy đá cũng nghĩa là cái cục đá to ấy. Gọi là tẩy á? Gọi là tẩy. Ồ. Gọi là tẩy chứ không phải là gọi là viên đá. Người ta nói thế chị. Anh Thắng vừa bảo là cái gì trong cửa hàng tiện lợi nó chỉ cần rõ vị đúng không? Nó rõ vị thật. Ngấy và quá ngọt. Thì vị nào nó cũng rõ nhưng mà nó không lại. Mày ăn tuyệt vời. Nó lại không hòa hợp với nhau ấy. Thì mày ăn cái này. Tuyệt phẩm. Cái mì có phải sắn, anh chắc chắn giống sắn. Chắc chắn là nó sắn đó. Nó chính là củ sắn. Nó là củ sắn ấy. Nó là sắn nhưng mà ăn nó lại không phải là sắn mà nó vẫn là sắn.
Người ta có cái chất à? Nó rất là giống sắn. Nhưng hương vị thì không giống. Ở đây chính là củ sắn. Hương vị ăn vào thì nó lại ngọt ngọt, ngậy ngậy của kem bên trên, xong rồi có vị ngọt ngọt. Nhưng mà nó lại không giống cái sắn mà mình nghe ngày xưa. Anh nghĩ là bởi vì cái này nó được làm lạnh rồi. Cái sắn này, cái miếng sắn này đã được làm lạnh, nó trở nên mềm với xốp hơn so với sắn, so với củ sắn mà mình luộc. Cũng giống mà, quan trọng là vì cái vị sữa dừa nó quá lấn át thôi, chứ còn giống mà. Nếm thì thấy thế là nó hơi giống cái vị sắn, nhưng mà nó lại ngọt của sữa dừa, nên là nó lại thành sắn mà. Nhưng mà sự kết hợp này không hề tệ đâu. Trái bưởi ngon các bạn ạ, mình thấy ăn 3 thứ và mình thấy trái bưởi là món ngon nhất trong 3 cái này. Em nghĩ ước là nó lạnh hơn nữa thì được, ngon nữa. Một hai miếng đầu thì em sẽ cảm thấy cái vị ngọt này nó vừa phải với em, nhưng mà ăn thêm nữa là sẽ bị ngọt quá đấy, nên là em nghĩ là mình vẫn thêm cho nên một viên đá đây rồi đó. Với mức giá của Family Mart thì mình đánh giá là khá là bình dân, bởi vì là cái phần cơm nghêu này nó chỉ có 30.000, cái phần cơm gà sốt phô mai này là 35.000, bánh mì này là 17.000, tiramisu là cái đắt nhất là 20.000, còn hai cái này chỉ 8 và 9.000 thôi. Đó, khi đấy các bạn thấy là mức giá nó cũng tương đối bình dân và chất lượng thì nó không hề tệ. Các bạn có thể đến đây ăn chè bưởi, tại vì nó rất nhiều từ vựng, hãy xem từ vựng giống mình thì có thể thử. Chúng mình đã trải nghiệm xong 3 quán cửa hàng tiện lợi mà nó không có mặt tại Hà Nội. Hai chị cảm thấy sao? Hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Hà Nội lại không có. Thế mà mỗi lần vào Sài Gòn, việc đầu tiên mình làm đấy là bước vào một cửa hàng tiện lợi nào đó, không phải là Circle K hay Vinmart. Bởi mình đã cái cảm giác là kiểu quá quen ý. Cái gì mình phải thử cảm giác lại, mặc dù vào đấy thì cái trải nghiệm nó thực ra cũng không có gì khác so với ở nhà. Nhưng vấn đề là trong này đồ ăn của nó rõ ràng là kể cả có ngon hay không ý, thì có một điểm chung là nó đều rất đa dạng. Vâng. Chúng nó có quá nhiều sự lựa chọn ở trong đấy. Có lẽ là em sẽ thích đồ ăn ở trong Family Mart nhé. Với mình hôm nay là một trải nghiệm khá là thú vị khi mà mình có thể đi vừa so sánh ở Hà Nội và Sài Gòn, và so sánh ở cả các cửa hàng tiện lợi khác trước đây nữa. Thì với mình hôm nay là một trải nghiệm khá là thú vị. Và mình nghĩ là mình thích G25 nhất, bởi vì là cái phong cách phục vụ cũng như là cái cách mà họ trang trí rồi cả đồ ăn nữa, nó cũng xuất sắc nhất. Nhưng với mình nó là một cái thứ đem lại cho mình sự tiện lợi nhất. Và đó là những trải nghiệm của bọn mình về 3 cửa hàng tiện lợi mà có ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có ở Hà Nội. Và nếu các bạn quan tâm đến số này và muốn mình làm số thứ hai, còn những cửa hàng khác đúng không anh? Vẫn còn và rất nhiều thứ ở Thành phố Hồ Chí Minh để mình khám phá. Nhưng mà mình nghĩ là sau khi trải nghiệm xong cửa hàng tiện lợi thì mình sẽ đi ăn cơm tấm các bạn ạ. Hy vọng là không nên gì ở Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm các vùng miền khác nhau hơn nữa cùng với nhau. Dạ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì nhá. Bye bye. Hôm Nay Ăn Gì.